Ok, hôm nay em, hôm nay thì cũng chưa biết làm gì. Chúng ta bắt đầu cái chương trình phần thứ 6 của Satisfactory. Thì lần trước là tôi chơi, tôi nhớ tôi phóng xong cái tên lửa MK4 này rồi. Nó cho mình một số MK4 và một cái xe tải luôn nè. Nên bây giờ chúng ta qua cái phần thứ 5 là cái phần layer 5, mục thứ tư là cái phần đóng gói những cái thành phẩm này. Ở đây là cái máy đóng gói, ở đây là cái can đóng gói theo cái kiểu mà dạng như cái can nhựa hay là mấy cái thùng phi anh em tưởng tượng như đây. Nó cũng là cái can thôi. Nhưng mà cái này là cái can rỗng, cái này là cái két nước, còn cái này là cái can dầu, cái này là cái can nhiên liệu, cái này là cái thùng dầu nặng. Cái thùng này thì nó sẽ đóng gói lại vô cái dạng thùng để mình có thể dễ dàng vận chuyển, còn cái này là thùng chất lỏng nguyên liệu. Cái này là sử dụng được cho mà mấy cái trang thiết bị luôn, thậm chí là bộ dụng cái cụ bay của mình. Đây là chất lỏng nguyên liệu. Thì một cái nữa bên đây là mấy cái năng lượng, thì tôi sẽ nâng nốt hai cái này đi. Bây giờ tranh thủ nâng cái này, nó cần cũng khá là đơn giản. Cái này là cái gì? Miếng đồng. Miếng đồng có 800 đây, 400 đây. Nhựa thì lần trước tôi cũng đem về khá là nhiều. Rồi bây giờ tôi đi lấy thêm mấy trăm miếng đồng nữa rồi chúng ta phóng cái tên lửa này luôn. Cái phần này là cái phần đóng gói thì bắt buộc phải có trong cái chuyên mục trò chơi của chúng ta. Một hai ba bốn, bốn cái mình xài 200, mình giữ lại là 600. Phóng cái này xong thì chúng ta cũng phóng nốt cái mà năng lượng luôn, lên cái đời năng lượng mới được rồi. Mặc dù cái đời cũ thì nó vẫn còn thừa khá khá đó. Hiện tại thì tôi mới xài có 2000 thôi, nó còn thừa khoảng 3400. 3400 là cũng nhiều lắm đó nha, 15% luôn á. Rồi chúng ta nâng nốt cái này. Milestone reached. Avoid the embarrassment of Đi lấy mô tơ dưới kia nữa. Pockets, only for them to spread across your dầm suit. bim thì nhiều, Package chất bồ cũng nhiều, nhựa cũng nhiều, khá đơn giản. Packaging fluids allows them to be transported in your inventory on Bay rồi, conveyor bay belts rồi, bay and by rồi. vehicles. For increased non-pocket related fluid storage, you can now use the industrial fluid buffer. Rồi, đi xuống kia lấy rotor và hai cái đơn vị thép. Cái thép từ tôi đang xây cái mới nè, chuyên sản xuất những cái miếng thép thôi, còn cái ống thép thì chúng ta tương đối dư dả rồi do sử dụng ống thép không nhiều. Bây giờ có băng chuyền MK4 nó xài cái gì tôi không biết nữa, để tí nữa coi. Thì có thể chúng ta lên MK4 luôn á, không cần mà công nghệ MK3 này nữa. Đây miếng thép cũng khá là nhiều rồi, lấy đi 800 luôn. Ống thép thì lấy khoảng 600, 800 luôn đi. Rồi qua đây lấy rotor, motor nhé. Chỗ này chắc 11 phải xây cái ống. Xây cái ống đi từ bên này qua bên này luôn. Nhưng mà thường có đi thẳng từ nhà qua đây luôn, chứ không có đi vòng vòng như thế này. Nên xây cái ống thì cũng khá là phí. À hồi nãy đụng được cái công nghệ ngoài hành tinh nữa, rảnh rảnh thì nghiên cứu luôn. Cái này nè. Ở đâu rồi? Nó miệng đây à? Đây là cái này nè. Thêm cái chạm quan sát, cái này thì chẳng cần. Trong con game này anh em cứ xây thẳng cái cầu thang dọc lên rồi đi thôi. Đây rotor của chúng ta đây, lấy 100 cái. Bây giờ chế được mấy cái mặt nạ ở phòng độc là chúng ta có thể đi đi vào được cái vùng độc rồi nè, lấy mấy cái này nè. Nhưng mà hiện tại cũng đang lười nên thôi. Pin thì mình có quá nhiều rồi, đi dạo dạo tìm pin. Bây giờ tìm là tìm cái mà này, tìm cái công nghệ ngoài hành tinh này nè. Tí về xây thử cái nha. Cái này nó mới update trong cái bản 1.0 này hay gì thôi. Lúc trước đó giờ thì tôi cũng chả biết. Mà cái bản cũ thì tôi chơi quá lâu rồi nên cũng không rành á. Hiện tại xung quanh chẳng có cái nào luôn.
miếng sắt mình hơi ít nè. Miếng sắt thì bây giờ không dùng nhiều nữa. Rồi, tạm thời đủ đồ rồi đó. Nhưng mà sau này chúng ta lên súng rồi. Bây giờ làm gì quên tiêu ta. À, qua hoàn thiện nốt cái này. Ở đây là một cái mô hình cơ bản thôi. Nó gồm ba cái lò nung. Ba cái lò nung ra hai cái máy ghép. Hết, đơn giản như vậy. Cái lò nung này thì nó sẽ đầu vào thì sắt với than. Thường thấy thôi. Đầu ra nó là 45 cái miếng thép này. 45 à, x 3 máy lên là 135, 35 cái miếng thép. 35 cái miếng thép thì đi qua đây nó mới thành cái miếng thép được là gia cố nè. Đó. 135 thì cái này chỉ là 60. Lắp cục pin vô. Lắp pin vô 90 là thôi thôi, chỉ 60 thôi. 60 thì nó xài khoảng 120, tức là còn thừa ra khoảng 15 cái miếng này. 15 cái miếng đầu vào á, cái miếng này nè. Thừa ra 15 thì cứ kệ nó thôi, máy không chạy hết công suất. Thì nó sẽ ra được 30 cái này mỗi phút hai máy, 15 x 2 là 30. Nhưng mà đầu vào 135 thì tôi không biết. 135 thì cái mỏ 120 bình thường. Không, phải cần hai cái mỏ, một là mỏ giàu luôn, còn hai á là ít nhất là hai cái mỏ thường. Một cái mỏ thường thì bắt buộc chúng ta phải lắp pin. Rồi. Mô hình đơn giản như thế này thôi. Anh em muốn mở rộng nữa thì xây một tầng lên. Xây thêm tầng nữa lên là xong. Thường thì tôi sẽ xây thêm một cái kho nữa. Lố rồi, đủ gần miếng rồi. Định dời cái máy qua mà thôi, tốn công quá. Bên này cũng không xây được, chỉ có xây bên đây thôi. Cái này đầu ra nó là 30 à? 30. 30 cũng không nhiều mấy. Coi, cho nó MK1 là được rồi. Một cái thùng chứa thì tôi nghĩ là hơi ít đó. Nhưng mà thôi kệ nó đi. Nếu như bỏ cái này, sau này mình tự xây cái output đầu ra thì nó dễ hơn. Output tôi sơn cho nó màu xanh. Rồi mới mốt tự xây cái output đầu ra đi. Rồi, chúng ta lưu cái login lại. Cái login này tên là tiêu beam 60. 30 chứ. Đầu vào là hai cái nha. Đầu vào chúng ta có hai cái, một cái là 90 sắt. Không không, đầu vào hai cái là 45 sao 3. Đó, đầu vào chúng ta là 135 sắt với 135 than. Thì đầu ra chúng ta chỉ có 30 miếng thép này thôi. Sau này có cái nghiên cứu được công nghệ mới thay thế cái này đó, chứ bây giờ tốn tài nguyên dữ trời lắm.
Tôi đi dây điện hết chưa ta? Kệ đi, chưa đi thì quên thôi. Rồi, về phóng tiếp cái tên lửa nè. Cúp bồ, lát tích. Cúp bồ là cao su, lát tích là nhựa. Bay. Milestone reached. It is my honor and privilege to inform you that the fuel powered generator, as well as the industrial fluid buffer, are now available. Due to a lack of gold in your sector, Caterium will serve as a suitable replacement to construct the fuel powered generator. Your research into the settlement is valuable. In fact, you in particular are my most valuable pioneer, but don't tell the others I said that, it would be bad for morale. Bự một cách khủng khiếp luôn á. Bây giờ nói chung là hàng trong người mình ổn, đi lấy thêm mấy cái rô tơ nè, xây cái lò này nó cần rô tơ, rô tơ và cả cái kia nữa nghe. Nè, rô tơ và cả cuộn dây nữa, cuộn dây này phải đi qua mấy cái mỏ này khai thác nè, nên bây giờ chúng ta qua bển làm một cái bãi khai thác và Caterium nhỏ nhỏ nó đi. Motor thì nhiều, motor thì mới ít thôi. Motor nó sản xuất lâu lắm. Rotor của mình nè. Rotor là cái lõi thôi, nó dạng như cái lõi mà để xe xây á. Rotor thì lắp vô nó mới là hoạt động thành một cái động cơ được. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái mỏ Caterium, mỏ để đánh dấu bản đồ nè. Cô bánh làm tí cuộn dây đồng đó. Bên này cái tay ghi thì nó cũng thường xài nhưng mà không có xài quá nhiều, nó tương tự như đồng vậy đó nhưng mà nó xịn sò hơn tí thôi. Bây giờ bắt đầu hết tài nguyên cơ bản thì chúng ta phải qua một số cái nào bui mệt hơn đó. Sunfua là lên tới trên đây mới có một mỏ đó nha. Tôi đi quét lòi con mắt luôn. Được có một mỏ trên này nè. Chỗ này nè. Caterium thì hình như nó nằm đâu đây. Đó, được có một mỏ Sunfua một á. Dễ hút súng, mỗi lần dễ hút súng nó phải bay tới chỗ. Với mỏ này mà mỏ nghèo. Đây muốn Sunfua nhiều quá, ở sa mạc nè, khu này. Đây 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 đây, nó nằm dưới gầm cầu luôn. Chắc mở ra hướng này đi. Nhiêu ta? 6. Tầm 6 là vừa. Cây này không tới, kệ đó. Nối đường đây qua đây luôn. Bây giờ sao lên? Rồi ok. Cái gì? Trời ơi. Mém nữa à.
Mém nữa là tôi chuyển sinh luôn rồi. Cái phao đành này thì không biết đặt cái máy nó lên không. Rồi ok, điện điện điện. Cái đầu nó nổi lên khúc đó. Không được, không được. Thả cho nó dưới luôn á. Cho này xe chạy nó không có vướng. Đó, nó lòi lên đích thật. Trăm tư, trời ơi. Không có điện à. Có mà. Ủa. Rồi, tôi coi cái máy này nó làm được cái gì. Cho cái game này nó làm được cái gì. Vậy là phải đi qua cái lò nung quá. Đúng rồi. Rồi, đi qua cái lò nung. Như thế này thì sau này nó có chia lắm. Giờ lên ô hết đi. Tính trước tương lai. Nó xử lý được 45 mà cái đó 240, vậy là khoảng 5 máy. 5 máy 220. Ít nhất là 5 máy. 4 máy cũng được. 4 máy thì mình xài không hết công suất. 4 máy thì cứ chia 2 thôi. Nhưng mà trước mắt thì kéo này vô cái đó. Tí nữa thì mình sửa sau. Có điện vô luôn rồi mà. Rồi chạy rồi, chạy rồi. Đầu ga là 15. Ra cái này thì không biết làm gì nữa. Bây giờ mới chế được cái mà dây này thôi. 12. Vậy là 4 máy này ra 5 máy này.
Rồi ok, tỷ lệ 4 năm. Chia 5 nó mới khó nha. Pi, butter, butter, butter. Rồi bây giờ bố máy này thì ít nhất phải hai cái bộ gộp. Chia 5 thì sao mà chia được trời? Chia 5 thì chia kiểu gì được? Chia 5 có cái trò mà xoay tròn như thế này nè. Đó, mình cho nó đi qua một cái bộ gộp cuối cùng rồi sẽ nó quay lại đầu thì gọi là chia 5. Nhưng mà cái kiểu đó thì xây nó lu bu lắm, với lại mất thẩm mỹ nữa, nên chắc không cần chia 5 đâu. Chúng ta cứ chia 4 bình thường được không? Thì cho nó chạy ngãn đi, kệ nó, không cần mà tối ưu mấy cái này đâu, tại giờ chưa có dùng nhiều. Chết rồi, nó méo xẹo quá à. Nó chạy được thôi. Đường cong mềm mại, đường cong mềm mại. Như thế này nó hơi lệch bên phải nè. Trong nhà 60. 60 mà. Vậy thì cái này phải lên bằng 2, này bằng 3 luôn. 240 là nhiều lắm đó nha. Xài chút xíu là vui cái vàng 5 két này liền à.
giờ điện đóm sao? Rồi ok. Chờ tí coi nó hoạt động ổn định không? Đứng nhìn cái chỗ này không? Quá. Sao lại 36? À đúng rồi, đúng rồi. Tôi kém cái này nó về mà tôi quên. Ga 12 này là vừa đúng. Ga 12 này nè. Đó, vừa ở đây luôn. Cái này ga 60 vừa. 36 thì 240 chia 36. Nhau khoảng 7, 6, 7 máy. Nhưng mà không cần. Đợi khoảng là ba lô mình còn nhiều không? Ba lô cũng còn khá nhiều. Chỉ là lấy khoảng 200 đi, chờ 200 mình lấy luôn. 400, 2 lót, 2 sẽ tắt. Rồi tí về nhà xây cái này. Rồi, sẽ tắt nó tới 500 nữa nha. Chờ hơi bị lâu á. Xây thử cái này cái. À, còn thiếu 10 cái gì? Rồi, thiếu 10 cái sam. Cái sam thì tôi bỏ nhà mấy chục lần. Tí nữa về lấy. Đồ ga này 60 mỗi phút. Mình lấy 500 thì mỗi đầu tới 1 phút đâu. 60 mỗi phút là 240 mỗi phút rồi. 4 máy thì khoảng 2 phút rưỡi là đủ 500 chứ. Xây cái mặt kho nó hướng ra chỗ này nè. Mới mốt cái gì mà làm cái bãi trung chuyển á, chuyển hàng về á thì nó đi từ đây được. Cho cái xe nó chạy từ đây chạy về. Về cái tổng kho ở bên đây. Nguyên khu này là tổng kho hoặc là cái khu trên này. Tôi nghĩ là cái khu trên này là tổng kho thì nó ngon hơn. Thì tới đó nó quẹo phải đi ra để quẹo bản cũng là vô cái tổng kho được. Còn hơi cho nó đi cái lai ba trên này luôn. Tới bản này nó đâm qua nó quẹo luôn. Một trong hai cách thôi. Rồi giờ gom tí khoảng 500 cái rồi về. Rồi ok. Xài tạm vô đây được rồi. Cái sam đó nó ghép từ rất là nhiều cái nha, nhưng mà tôi chưa biết nó ứng dụng vô cái gì, có cần nhiều không, nên cũng chưa có làm cái mô hình thiết kế cho nó. Cái sam là cái công nghệ ngoài hành tinh đó. Lần trước mà chúng ta nghiên cứu hết 6 hộp ngoài hành tinh luôn, chơi nguyên game được có 7 hộp, đem đi nghiên cứu hết 7 hộp luôn. Nó lòi nó khúc, nó thiếu bên đây khúc. Game này tối ưu cũng tốt dữ thiệt, máy tôi chạy 160 FPS luôn. Rồi ok hết rồi, xây thử cái kho ở đây. Sao có đầu input gì nữa đây nữa vậy ta? Sao lại có cái đầu input đây nữa? Nè. Góp item vô đây để upload lên cái DMA ambition tốc độ là 30 mỗi phút. Là sao? Tốc độ 30 thì MK1 thôi. Đang đóng xi măng nè. Ồ. Hả? Tốc phiêu 1000. Ơi, thầy đậu giá đâu không? Trả xi măng em anh ơi. Anh ơi. Cái này ba lớn mà. Chết rồi, cái này nó hơn 3 tầng rồi. Anh em nhớ lần trước tôi xây cái mà thụt xuống cái kho đó không? 3 tầng không ta? 1, 2, 3. Cũng không đến mức.
Chết rồi, 4 tầng rồi. Anh em nhớ cái chỗ mà dưới cái kho đó tôi cứ xây cái bình chứa, cái bình này nè. Thì lúc đầu á xây là 2 tầng, sau đó nâng lên 3 tầng, bây giờ nó ra này 4 tầng. Thiệt tình. Còn cái này sao ta? Không hiểu cho lắm. Nó up lên. Chỗ nào cũng tiêu giờ này. Up lên đó thì đi đâu rồi cũng không biết nữa. Đây nè, nó là này nè. Bây giờ tăng chức năng upload từ mà cái ba lô của mình luôn. Sẽ tắt upload thì tăng thêm 1 nữa. 12%, tăng thêm 1 nữa, tăng thêm 1 nữa. 23. Tăng lên có 6% mà. Không bị điên à. Không có coi được nó là cái gì luôn á. Quá tai. Không hiểu cái máy này cho lắm. Công sức của mình. Thôi bây giờ đi qua cái kho dầu thôi. Mấy cái này vứt hết nhà đi. Một nè. Rồi cái mà cái này nữa. Đi qua bển thì cầm thêm tí xi măng. Rồi ok hết rồi ha. 100 290 600 200 500. Bây giờ qua bển một á là nghiên cứu cái quá trình đóng gói của cái máy đóng gói này nè. Hai á là nghiên cứu cái máy xử lý năng lượng này. Xảy đây đi, xảy đây coi thử nha. Máy này nó khoảng 4 đến 5 tầng rồi. Cái này là 3 tầng, cho là 6 tầng đi, 5 tầng, ít nhất là 5 tầng. Cái này nó vô, nó lấy cái gì vô ta? À đây. Đây là cái dầu của mình mà chiết xuất ra nè. Từ cái mà dầu thô á, từ cái dầu cặn á, mình sẽ chiết xuất ra cái nguyên liệu này, đưa cái nguyên liệu này vô đây. 250 quá. Ngon 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 ngon. Đi thôi. Ủa? À cái đồ này nó sẽ up lên đám mây. Coi như nó mở đồ trong cái ba lô, nó có khác cái méo gì đâu. Rồi từ trong đó mình mới lấy qua thôi. Chả khác cái gì cả. Coi như nó giữ thêm cho mình 1000 món. Cái nào mà sẽ tắt ít nhất á, thì mình đưa lên đó. Như cái này là 200 nè. Mình đưa vô đây thì nó lên được 1000. Phím này nó hiển ở đâu? Hiển trên hả? Này tính ra cũng khá là hay. Đi đi đi, xuống kia làm cái đã. Xuống kia tôi sẽ tắt cái này nè. Cái bem này nè. Dẹp 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 ngay dẹp ngay. Một trăm cây nấm đen ẩn hả? Bỏ này bỏ làm sao? Nó lủng lỗ đây. Sau này xài thì mình móc từ cái máy không gian đó luôn. Dạng như cái photo đó, móc từ đó ra mình xài luôn. Khá là tiện. Và gai 5. 3G5 giảm giá cũng khá là sâu. Đây 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 đây. Đó. Mình tối đa là có bao nhiêu đót ta? Tôi không biết nữa.
lên cái này nào. Thiếu cái gì vậy? Chết rồi, thiếu cái cục tròn tròn đó. Giờ thiếu thêm một cái bình. Mười cái bình mam nữa. Cục tròn này chỉ có một thôi, mười cái sam. Mấy đòn cầm tay này tôi vẫn cần phải cần thêm khá là nhiều. Mấy đòn cầm tay. Rồi ông đó ông chạy cái gì rồi, ông chạy pha mạch chip mạch hay gì, nó hiện game coi kìa. Ông đâu ở trên á. Đừng anh ơi. Máy em đã yếu rồi, anh chạy kiểu này nó chết em. À, ông nghĩ rồi, ông nghĩ rồi. Cái thang máy nãy tôi mở lại rồi đó, cái bộ làm thang máy á. Nhưng mà cái phay ba này thì còn lâu lắm, cứ kệ nó đi. Ê, quên 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 quên. Chưa có bay bội, xây cái chạm mà trung chuyển. Như đây nè. Đây mình sẽ xây một cái máy gọi là cái khu trung chuyển rồi đó, chân phốt chạm. Rồi ok, khá là vừa luôn á, ngay chốc luôn á. Không lạnh tí rồi, này nó hơi lồi ra rồi. Bắt buộc thì không có đường nào mà không có lồi cho nó. Bên này nó thiếu miếng nè, bên này nó dư miếng nè. Ông đẹp ơi, mấy ông bị bệnh OCD không có chịu đâu. Dây điện. Output là cái chỗ nào đó? Chỗ này output. Output thì chắc phải xây lên tầng trên á, chứ không có xây tầng dưới. Tại vì xây lên tầng trên á thì sau này ở dưới mình lắp đặt mấy cái chạm này rất là nhiều. Xây lên tầng trên để nhận output. Nhưng mà lên bao nhiêu tầng đây? Thêm từng đó đỡ cái dướng ngang tay. Xi măng thì không có thiếu đâu, khỏi lo.
Ủa? Tầm tầm này. Rồi nó ngay cái ô này nha. Phải không? Nên xây cái kho xây hướng nào? Nếu một dãy ở đây, hai cái đầu mặt với nhau thì một dãy ở đây. Từ từ rồi thôi. Sau này mình đặt một cái chạm ở đây nữa, chạm ở đây nữa thì nó sẽ lên input như thế này. Tạm thời thì cứ để cái chạm nó như thế này đi. Nó ngay cái ô này á. Ê ê. Lọt rồi, lọt một khúc luôn. Nó tầm bên này nè. Tầm cái bạch này nè. Đó tầm này. Này nó hơi ngắn một tí. Một hai, một một hai ba bốn, coi bốn nha, vừa đẹp. Bên này là cái chạm tải ra. Thiếu cái khung. Để tôi tắt không báo ông này á. Rồi ghe TV hả? Game John là game. Rồi ok. Cái này mình có thể dùng cái Caterium thay thế được không ta? À quên. Hồi nãy mình đem cái Caterium về là mình nâng được cái cây cục điện của mình lên một tầm cao mới đó. Cái này nè, Caterium nè, cục điện nè, mình nâng lên được 7 lót luôn. Bây giờ một cái cục điện của mình nó lên được 7 lót. Cái này có bo mạch nữa thì nó lên được thế mà. This provides additional power connections compared to the power pole mark 1. Chỗ này cắm cục điện thoải mái luôn. Con này giới hạn AI limit đó. Cái này bộ công cụ chế tạo thôi. Cái nguồn. Cái smart filter này ngon nè. Giống như anh em mà một cái kho nó chứa rất là nhiều cái loại á. Mất rất là nhiều cái loại như là nguyên vô. Như hai cái này cùng một đúc trong cái kho đi. Anh em có thể đặt cái filter này. Để cái mà đồng này nó ra bên phải. Cái mà xi măng này ra bên trái. Nó ngon là ngon cho đó. Cái này là cái bộ công tắc nguồn chuyển lên bật xuống on off á, thì giống như anh em cấy vô cái đường dây điện này đi qua cái công tắc nguồn, rồi cái công tắc này nó ảnh hưởng đến cái dây điện này nó đi vô ba máy đi, thay vì anh em tắt tay ba máy đó luôn thì anh em bật cái này lên một cái, tắt cái này đi một cái thì nó tắt luôn ba máy. Mấy này chưa có xây nhưng mà đọc theo cái mô tả thì nó biết. Còn bên này thì cái công tắc nguồn ưu tiên
Tức là khi mình sẽ đặt cái nguồn đầu tiên, mình tắt nó thì cái đó nó tắt trước, cái kia là tắt sau. Tuy nhiên xài sao thì tôi không biết, vừa chém gió vậy thôi. Rồi, mấy cái này để về sau đi. Cái limit này mình nâng được thì nâng luôn. Rồi từ từ mình nâng tiếp cái này. Qua bên kia lấy là đủ 500 về nâng luôn á. Nâng được sớm thì tốt. AI limiter recipe unlocked. Rồi, New qua kia lấy về cotillion nâng luôn ha. research available. Rồi mình còn đi lấy mấy cái khung nữa. Trên đó nó cần 200 cái khung, 200 cái rotor. 1.000 cộng đồng, 400 cái polymer. Được, mấy cái đó thì mình có đủ hết bây giờ luôn. Sẵn tiện thì đi gom luôn. Cái bãi dầu để tiếp tục chờ thêm mấy tiếng nữa. Cái khu này nó còn trong bản đồ không ta? Khu này nè. Hình như không, màu đen thui chứ này. Tới đây cái khu này còn. Cái khu này vẫn còn trong bản đồ ngoài cái khu đó thôi, nó là cái đảo nè. Đảo này nhúng ra là nguyên cái cục này là cái đảo nhỏ nhỏ này đó. Đỏ đỏ này là gì? Cái chỗ đó là khu mỏ dầu nữa đó mà nó xa quá à, nên tôi không có kiên nhẫn đâu. Lỡ khai thác ở bên hướng đông rồi. Hướng tây bắc này thì đây mỏ dầu nó nằm đây. Ê, bấm lộn rồi. Thôi ok, về. Sau này là lên súng rồi đó, có mỗi tôi cầm cây kiếm này thôi. Nhưng mà chế súng thì lại tốn thêm lót nữa. Nhìn gì? Nhìn điểu này đó. Đây còn cái mỏ xi măng đúng phế nữa nè. Hồi đó kéo dây điện đi bo bản tính làm mỏ xi măng đó. Một thời ngu học xây cái hệ thống điện mà phân ở đây đó. Nhiệt điện phân. Cái này thì nó cần dây điện hả? Dây điện, motor, cái khung. Rồi, ok. Motor xuống kia lấy. Lỡ rồi nâng cái này đi. Cái này nó nâng khá nhanh. Cái này thì nó cho mình cái gì quên rồi. Heavy module. Đó, là hai cái yêu cầu trên này nè. Vậy thôi, chưa cần gấp đâu. Cứ để nó đi. Chưa cần gấp. Cái tên gươm 50 polymer. Research completed. High speed connector recipe unlocked. New Caterium research available. Mình cần thêm mấy cái khung frame nữa nữa. 2, 3, 4, 5, 6. Đây, 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 đây. 200 hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình đem đi một, mình đem đi 200, mình cất lại 200. Ốc bích khoảng 500 mà. 1.000 ống thép lấy 200 đúng không ta? Ống thép với miếng sắt gia cố thì miếng sắt thôi, không cần miếng sắt gia cố. Chỗ này bán sẵn ra này. In vé cái được như vé này 8 vé. Về sau nó tới 100.000 mới đủ rồi.
Bây giờ mình mua được cái đường kính này có 8 điểm à. Cái trụ trống này thì mang tính design cho nó đẹp thôi. Một là tường. Màu thì tôi không mua màu ở đâu, không mua decal đâu. Bán hiệu cũng được. Còn hơn cái lỗ để đi ống nước. Cái ổ thẳng à. Cái này cái ống xuyên tường thì thực tế không cần cho máy. Nhưng thôi cứ mua đi. Ô, ô. Cái này không cần em theo. Xi măng mình vẫn phải cần đó nha. Cất vé, cất vé. Cất vé. Máy đào cầm tay. Mặt nạ thì 50 cái pháp bích là được nhưng mà chưa cần. Súng thì cũng chưa cần lắm. Mới đầu cầm tay làm chắc khoảng chục cái đi. Để dành lắp cái MK2 á. MK2 là nó cần hai cái. Sau này lên MK3 đồ nữa. Cái này bây giờ mình có 200 gì trời. Ông lừa tôi rồi, ông đếp ơi. Tưởng đâu là giới hạn 1.000. 1, 2, 3, 3, 5, 4 ngàn. Rồi đi thôi. Có việc khóa không anh nhỉ? Kiếm gì vậy em? Satisfactory ghi này thì bước đầu là cái phiên bản đầu tiên là nó có việc khóa. Đó. Đúng rồi, Sao này phải Satisfactory. Ban đầu thì có phiên bản Việt hóa, cái thời đầu tôi chơi luôn á, tiếng Việt chính chủ trong game, nhưng mà dịch thì nó cũng vẫn bằng Google dịch thôi. Với lại con game này á, anh em không nên dùng cái bản Việt hóa đâu, tại vì tiếng Anh nó chả có bao nhiêu cả, mấy cái đoạn hội thoại giữa cái con AI với mà người ngoài tên đó nó cũng không quan trọng đó. Nói chung là Việt hóa không cần thiết trong game này, tại vì mấy cái đồ này nè nó rất đơn giản luôn. Anh em muốn dịch mấy cái này đúng không, dùng cái tool dịch thôi nè. Ví dụ như dịch cái xe tải đang định xây nè, đó thì cứ cầm cái tool lên dịch là xong. Thực ra mấy cái này nó cũng không cần quan trọng cho mấy. Công trình anh em thì cũng không cần cái tiếng Việt nữa, nên anh em cứ chơi tiếng Anh đi. Chơi tiếng Anh cái ưu điểm đầu tiên á, tra Google nó cực dễ luôn. Nhận và cung cấp tài nguyên đẩy cái trạm xe tải nè, cái này có quá trình này có thể được tự động hóa, được đặt biệt danh là cái vi kit gì đó. Tiên phong vì cái độ khung của nó, cái sức chứa. Cái đó là sức chứa của nó rất là lớn, có 48 ô chứa đồ và chế tạo tích hợp nhiên liệu là bất kỳ loại nhiên liệu nào. Đi tới đây rồi lại quên lấy cái nhựa. Cái này tốt nhất anh em chơi tiếng Anh đi, chơi tiếng Việt thì khó Google hơn. Nên mấy cái tài nguyên thì nó quá là cơ bản rồi. Thậm chí anh em không cần biết nó cái tài nguyên đó là cái gì luôn, anh em chỉ cần biết nó thôi. Mù tiếng Anh cho tôi mà còn chơi được con game này mượt mà hồi xưa nữa mà. Bây giờ tiếng Anh tôi thì cũng khoảng là 1-2 điểm đi. Hồi xưa là mù hoàn toàn luôn á. Cái thời cách đây 4 năm chơi game này lần đầu á. Chết rồi, không có nguyên liệu sao nó chạy. Thử à. Bỏ 500 bao xi măng vô. Leo lên chiếc xe. Nhấn nút F. Lộn rồi, lộn rồi. Nhà này là tải ra 500 bao xi măng, nhấn nút F. Ủa? Hình như là đúng rồi đó.
làm lại. Nó chuyển gì nhanh như máy điện gì này không? Cái unload này á, tôi không nhớ là nó unload là từ cái máy hay là từ con xe. Tức là nó tải ra. Tải ra, không biết nó tải ra từ cái máy hay là từ con xe. Rồi, bên này unload có khi là đúng rồi đó. Nếu như tải ra từ cái máy á, thì đúng. Còn nó tải ra từ con xe thì tôi nhớ nhầm. Ủa còn hai cục đi đâu rồi bạn? À quên, nó nằm đây. Rồi ok, bây giờ chúng ta lái cái xe tải qua đầu bên kia. Nhưng mà trước khi lái thì có một vấn đề rất là quan trọng. Không có nhiên liệu. À có đây, có đây. Cái này không biết chạy được bao lâu nữa trời. Không biết tới bển không á. Thường là người ta xài nguyên liệu than. Ê, trời ơi. Con này nó đi lùi chậm kìa. Quên nhấn cái quy trình ghi. Chết rồi, không đủ rồi anh em ơi. Không đủ nhiên liệu rồi. Đợi tí thiếu, tôi qua bển rồi lấy than cho nó. Chứ cảm giác là không đủ nguyên liệu đâu. Xe này nó ăn xăng khủng khiếp luôn. Than thì lần trước tôi chở về còn dư một mớ đây nè. Không biết nhiêu đây đủ không á. Nhiêu đây mà không đủ thôi thì bó tay luôn. Rồi, đi nào. Đầu tiên là lên chiếc xe nè, sau đó nhấn nút Q. Bắt đầu recon là cái quá trình di chuyển của mình. Rồi bắt đầu lái. Hồi nãy là tôi quên record đó. Anh em thấy mà. Anh em thấy hai lúa lấy xe chưa à? Làm lại. Lụ đạn nhà nó chứ. Gớt 20 cái này ngoài luôn. Qua bển thì tôi lưu là cái chạm ở bển cái.
có thời gian á thì mới mà tính được. Hiện tại cái trạm này chắc tôi cho nó lấy mà cả nhựa chứ mà cao su luôn, lấy cả hai luôn, lên nổi không chạy. Năm chục km giờ, 40, 43, 42, cái dốc bên kia chết chết luôn á. Thôi sau này lắp đường dây xe lửa đi, chạy cái này khổ quá. Ôi ơi ơi, rồi đậu tạm đó thôi, bên đây quên xây cái trạm rồi. Rồi để nó đi. Tình hình bên này sao rồi? Sáu 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 bảy vẫn chạy vẫn chạy. Cái vấn đề nguyên liệu thì bây giờ cái này có khi hạ xuống một tầng nữa được không ta? Ui trời ơi, sắp vui hết rồi. Bốn mươi mỗi phút, 60. Ra 10 dầu nặng, 40 dầu nặng, ra 10 dầu nặng mỗi phút là 30. Ba mươi với 60 là 90. 90. 90 mà đầu vào nó 60 thì 90 mà đầu vào nó 60 thì nó thừa 30. Còn trực tiếp ra luôn cái này với dầu nặng đó, mình ưu tiên lấy dầu á. Mình vừa lấy nó tích chứ ưu tiên lấy dầu luôn. Còn cái này nó chỉ ra và lắp tích thôi. Nhưng mà nó phải cần nước. Còn cái này nó tính ra thẳng là cái dầu luôn nè. Có không, không không, cái này là dầu nặng ra nhiên liệu. Cái này thì đóng gói mấy cái chất đốt này của mình rồi, không cần. Chẳng cần thiết. Dầu ra thẳng xăng, đây. Cái mỏ kia 120, mình có thể ra 180 thì nó sẽ ra 30 cái polymer. 190 polymer. 90 polymer xài vô cái này thì nó còn dư lại 10. Nhưng mà cái này thì lại tốn nước. Không, đi cái đường này trực tiếp lấy cái dầu này đi, tuy ít nhưng mà vẫn có. Rồi. Bây giờ thì máy này nó cao quá, không có đặt ở dưới được. Thiếu 25 cái nhựa. Cái kho dầu đó đặt đâu giờ ta? Kho dầu đó đặt chắc bên hông rồi đi.
20 thì 60 này là vừa luôn, không dư không thiếu, ra 40 cái xăng. Ra 40 cái đó thì thực tế mình không có đủ. Là 20 được hai máy này là 500. Cái mô hình này không có ra nhiều được, mô hình này không áp dụng nhiều được, khó lắm. Ui không ra tí nào. 20 40 40 đã ra trực tiếp nguyên liệu xăng luôn à. Ba máy này nữa, được ba máy này nữa. Rồi ok, bây giờ chúng ta chắc đẩy qua bên đây. Còn một cái mỏ dầu này nè. Đó. Thì nó ra được 180 thì nó vô được nhiều máy nhỉ, 6 máy rồi. Trăm hai lắp pin vô thì lên được 180 đó, 180. Cái máy này 30 nó ra 60. Trăm tám thì vô được ba máy này, nó ra được 120 cái này, 120 cái này thì nó ra tới 6 máy rồi, ngon rồi đó. Nhưng mà để tôi coi còn cái mỏ dầu ở đâu nữa không. Ý nhóc chứ nè, dao hai cái dao này, mỏ sắt. Nếu có mỏ sắt nó gần rồi, khổ hơn thôi. Rồi cũng khá là gần, ngay hướng nam. Một đùi sắt luôn. Cái này là qua cái phần map sa mạc đó. Lên đây làm điện ha. Lên đây làm điện dầu nè. Nằm đâu vậy? Không hề thấy luôn. Hy vọng nó nằm ở dưới chứ đừng nằm ở trên. Hết lót rồi bạn ơi. Ê. Nó làm đi rụng tim luôn. 108m từ hướng này. Organs and veins are grown and bones are dug into our walls. The temple gift is being desecrated. Our notes are sour still. Harmony follows many star journeys. Patterns are starting to emerge in vocabulary, sentence structure, topics. How fascinating to once again solve a true mystery, to be unable to create any accurate predictions.
mấy cái này khá là cần á, sau này đỡ phải đi farm quái. 100 cái này chế được 100 cái new game gì đó cho vô cái máy mà bán hàng á, nãy tôi có đọc nãy thấy không đó. Chỗ này thì mục tiêu tới là sẽ làm cái kho dầu, kho điện, hai ba con ốc không cần giữ gì ta. Trời ơi khu này nó nguy hiểm. Rồi biến nó thành pin luôn cho nó tiết kiệm cái ba lô mình. Cái này là ủa cái này từ cái này ra cái này luôn thì nó đơn giản phết á, nó đi qua cái máy con trúc rồi, chỉ đi qua cái máy con trúc thôi cũng khá là đơn giản. Đầu vào nó là hai miếng nhựa ra bốn cái này trên khá là nhiều nha, chế cái này đơn giản. Rồi tí nữa nhân bản mô hình nó ra. Bây giờ chúng ta làm cái mô hình điện. Đây, một cái. Tôi thấy nối cái nền qua luôn đi. Nó cũng khá gần nhà mà, đây nè. Ừ, cái đó phải cái vỏ ốc không vậy? Một hai ba chắc hơn hai ba ô đấy. Tầm này hướng vào trong đưa nguyên cái bãi nó ra khu này luôn. Ủa lộn hang rồi ông ơi, ngang bên này mới đúng. Khoảng là 6 máy, 3 máy với 3 máy là 6 máy. Giật 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 giật. Hai chục FPS là sao? Cháy kẹt luôn rồi anh em ơi, cháy kẹt màn hình rồi.
game mở lại, tắt game mở lại. Nó mới bị gác cái gì đó. Úp đá đã. Rồi ok, vô. Ngâm lại. Xây là khoảng 60-40, 40 nó kia xài kia 20 là 6 máy. 6 máy phát điện, mỗi máy 250. Rồi dọn cái diện tích xây đủ 6 máy trước đi, rồi tính mấy cái kia sau. Đó, một lại đó. Thêm vài ô nữa cho chắc. Rồi tạm thời thì ví dụ là hai cái máy này trước đi. Ủa? Hai máy. Máy này nó chỉ cần có 20 thôi. Rồi. Bốn máy nha. Thiếu motor lắm. Cái này không cưa được, mấy cái nhỏ nhỏ này mới cưa được thôi. Nãy đem qua ít quá à. Thiếu 5 cái motor, tí gấp tay 5 cái nữa. Không phải cái này, nhầm. Cái lỗ này chưa qua được không ta? Được luôn, ngon. Ê, cái gì? Vãi đái giật cả mình. Bật nó hả? Mỏ nó nằm đâu ta? Đây. Kế bên luôn.
2.4, ngon 2.4 luôn. Mở vào phải, mở này chắc cũng vào luôn rồi. Bớt lại máy, bớt lại máy. Rồi bây giờ thì ví dụ hai cái đó ha, mình sẽ đi thẳng qua cái quá trình mà dọn cái khu này luôn. Hai máy rồi nên cần rất nhiều. Trời, đang con, đang con đó nè. Chắc là múc ở trên đó. Tôi nghĩ mấy ông đẹp không có để dễ dàng để cho mình vậy không. Heavy. Ủa nãy tôi coi cái nào mà tính từ thẳng cái dầu nó ra được nguyên liệu là heavy đó. Cái này nó ra 10. Cái này nó không ra. Cái này nó ra 20. Cái này nó ra 20, cái này ra 40 là cao nhất, nhưng mà đầu vào nó 60. Thì mình bỏ cái này luôn, mình cho cái này nó đi thẳng vô thùng rác luôn á. Nên mình chỉ lấy cái này thôi, cái này bây giờ chưa cần. Đi vô cái máy bán hàng. Cái này là 60 thì một cái máy như thế này nó ra được 4 cái lịch nhất. Ra được 4 cái dàn máy như này. Thì có cái dầu này 40 nè, nó sẽ chia ra cho cái dàn bên đây. Ít nhất là 4 máy. Rồi, bắt tay vào xây dựng. 4 máy này là 8 máy kia đó trời. 1, 2, 3, 4, 8 máy. Làm sao nó vẫn đứng lên được ta? Tôi muốn nó vẫn đứng gì nào? Hmm.
Nếu như dựng cái này nó trên nhau ở phần nửa, vậy muốn nó ngay chính giữa thì phải lắp được cái bức tường ngay đây á. Làm sao lắp được cái bức tường ngay đây? Trừ phi dời cái máng này đi thôi. Rồi ok. Rồi, ngon luôn. Một, hai, ba, bốn bình chả dầu. Trăm ba, nó đi chiều ngang lên chắc ổn. Thank you.
Rồi, chạy. Còn thằng này. Coi nó sẽ tích vô cái bình trên đó. Do nó tích vô cái bình trên đó hơi lâu á, nên nó chạy hơi chậm. Chứ thực ra là nó chạy đúng công suất. Có hai cái bình à. Nên tôi để hai cái bình này phòng mấy trường hợp mình bị quá tải điện thì nó sập đi, thì mấy cái máy này nó vẫn chạy được. Nên hiện tại bây giờ thì cứ để nó bơm đầy bình. Rồi ok, coi như hệ thống điện của chúng ta hoàn tất, bây giờ chỉ cần clone ra thôi. Này tôi không biết nó đầy là bao nhiêu. Nó đang chia 4 ra nên khá là chậm á. 1 2 là 3 là 4 này, chia cả 4 cái này luôn nên nó chạy khá là chậm. Này vẫn 9.4 thôi. Này nó đang tăng dần nè. Này bao nhiêu thì nó đầy ta? Nhiều máy này thì đương nhiên nó chạy nhanh hơn. Lấy xây đựng cái nữa nào.
Ớ này bộ cọp đúng mà. Này đầu ra chứ sao đầu vào. Ê lộn máy rồi ông cốc ơi. Lộn chiều. Nè đầu ra mới đúng. Đó, hồi nãy quay lộn cái chiều đầu vào với đầu ra. Hèn gì thấy nó lạ lạ. Năm mươi đầu phui thì hàng ngày bao nhiêu rồi? Mới 38 à? 2 bình là nó còn lâu nữa. Vậy mà nãy tôi tính đâu 4 bình. Điên. Bơm tầm 80 là được. Nó không có nghẽn dầu trong đây là coi như nó qua. Nó không có nghẽn dầu trong đây là coi như nó ra hết à. Hai máy thôi. Tiếng rồi ta. Không có đem router qua rồi. Nãy đem ra có 100 cái à. Giờ còn 20 à. Ây da. Không cần đi qua mấy cái lỗ rồi đâu. Mấy lỗ này để trang trí cho đẹp thôi. Nhưng mà đẹp thì cũng tốt. Ừ.
Muốn đẹp thì có đẹp luôn. Dầu bơm vô khá là nhanh rồi đó. Bây giờ có khi có thể bật được cái máy rồi. Nhưng mà để đầy dầu đi bật luôn. Cái này mực nước vẫn còn mạnh lắm, lên tới 100 mấy rồi. Thoải mái vô tư luôn. Theo lý thuyết thì bao nhiêu máy đâu, tôi quên mất rồi. Bốn mươi, 60, 40, cái này ra 4 máy này, 4 máy này ra 8 máy này. Rồi. Cơ bản cũng khá là ổn. Hai bình được rồi, không cần thêm nữa đâu. Nhiều bình quá thì nó mệt lắm. Sáu máy cũng được nữa. Một cái mỏ dầu, 6 máy, 4 x 4 là 8. Thì lúc đó cái này 8 máy mà bây giờ mình có 4 máy thì mình cần 12. 8, 4, 12. Tạm thời như thế đó. Xây tổng cộng 16 máy này đó. Có khi về tôi làm cái login mà thôi, cái máy nó bự quá sao nhét login vừa được. Ôi. Rồi có thời gian tôi xây tiếp cái này thôi, chứ bây giờ nhiều quá rồi. Để coi hai máy nó chiếm bao nhiêu ô ha. 1 2 3 4 5 6 ô. Hai máy nó chiếm 6 ô. 1 2 3 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đụng tới đó luôn trời. Sáu ô nữa là vừa. Nhưng mà chắc xây 6 ô nữa bên đây đi. Nào, hướng bên đây. Cái cầu thang này thì bỏ. Chiều ngang qua thì nó cũng khá là tiết kiệm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vẫn là 6 thôi. 1 nè. 2. Không vướng. Không vướng. Rồi bây giờ tôi bật cái máy này lên thì chúng ta kết thúc cái ca này ở đây ha. Ui dầu, ok, ui dầu. Còn lâu lắm mới đầy bình.
tính theo cái tốc độ nó bơm thì 80, hai máy này 80, 80 mỗi phút. Cái bình này 2.400, hai bình 4.800, 80 mỗi phút chia 480 chia 8, 8648 thì 60 phút một tiếng một hộp. Và để tiếng đồng hồ cho chúng ta bật máy lên. Rồi nếu như chúng ta bật lên bây giờ thì nó chạy là không bao giờ đầy luôn, tại vì hai cái này vừa cấp đủ cho bốn cái dàn máy này. Điện thì chưa có thiếu nên cứ để nó đi, để bình rồi bật. Mô hình này đem qua bên kia chắc tôi rút lại bỏ cái máy này luôn á, giữ một máy duy nhất thôi, giữ một bình duy nhất thôi, thôi bỏ luôn đi. Tại vì nếu xây một bình nữa thì phải đặt ở vị trí ở giữa nè, để cái áp lực nước nó không có bị yếu đi. Chúng ta còn thiếu 250 cái router, một đống ống sắt, một đống cuộn dây đồng, đống cái gút bồ kia luôn. Nên cái thương vụ xe tải này thì coi như to này. Xe tải này coi như chưa, bây giờ chưa có ứng dụng được đâu. Rồi ok, bye bye anh em. Chừng nào tôi xây xong cái mô hình này á, cái này xây nó làm dày luôn nè, để thể hiện đẳng cấp đó. Khi nào tôi xây xong cái này thì chúng ta qua cái phần mới. Lúc đó là chúng ta chuyển qua đóng gói hàng, chuyển qua cái mô hình đóng gói hàng. Đóng gói hàng thì khá đơn giản, bây giờ nó chỉ cần cái này thôi. Mình có thể đóng cái két này nè, két đó thì ra cái này, rồi sau rồi bỏ nhiên liệu vô cái này đó, nó có thể bỏ dầu vô cái bình này nè. Dầu thì đây, bây giờ nó phui cái này luôn rồi, nó phui nguyên vàng dưới luôn rồi đó, căng ống ở trên mặt. Bình này 400 mà ở bình này 2.400 là bằng 6 cái bình ở dưới luôn á. Rồi ok, bye bye anh em, hôm nay dừng ở đây, chưa đi đọc vào hoạt động đâu, lần nào rảnh thì tôi xây phui cái đó là đi vào hoạt động thôi. Rồi xếp game cái đã. Ok, lên em, chúng ta lại tiếp tục cái phần 2 của cái chương thứ 6 dòng xa tiếp factory này. Lần trước thì anh em chắc cũng nhớ là tôi xây cái hệ thống mà máy dầu, điện chạy dầu. Thì lúc đó thì tôi cũng startup ngang rồi, sau đó thì tôi cũng xây hoàn chỉnh rồi sau. Đây, giới thiệu với anh em luôn, hệ thống điện chạy dầu của tôi. Đó, gồm là hai cái máy chính và 8 cái máy phụ. Nè, hai cái bộ sản xuất dầu chính bên đây. Đó, hai cái máy đào dầu thôi. Hai cái máy khai thác mỏ dầu. Mỏ này cũng khá là xịn. Mỏ này thuộc cái dạng là mỏ dầu nó vua, là nó ra 240 đồng trên phút lắm. Ba lô mình đầy dữ vậy ta. Coi bỏ cái ống đồng. Bên đó còn cái nữa nè. 240 dầu trên phút mà hai cái mỏ dầu. Trời, bên đó còn con nữa kìa. Để đụng lụm con này nốt cái. Không không lên tới. Bên này ốc chữ ốc nhiều hơi bị nhiều nha. Đây, đây là hai cái mỏ dầu chữ lượng dầu của tôi nè. Nó nằm ở góc này trên bản đồ.
từ hướng nhà mình đi thẳng qua hướng đông luôn. Đây là cái mỏ trữ lượng dầu. Trữ lượng dầu nên nó ra là 240 dầu trên phút lận. Tôi có thể nắp vô cục pin nữa cho nó ra tới 306 lần, nhưng mà hiện tại á thì nó ra không nổi cái mức đó do cái đường ống của mình. Đường ống của mình nó vẫn là còn cái đường ống cùi, là cái đường ống này nè, cái đường ống này nè, nó dẫn MK1 nó chỉ đi được có 300 mét khối trên phút thôi, nên mình có đào ra 306 nữa thì nó vẫn chạy 300. Nhưng mà hai máy này thì đủ cái vàng chạy dầu rồi đó, đủ cái vàng 8 máy chạy dầu của tôi, nó cân bằng cực kỳ hoàn hảo luôn nha. Mấy tài nguyên thừa thì tôi đem qua đây tôi bán hết. Do mình tách dầu á thì nó dư ra cái phần quặng này nè, mấy phần quặng này cũng khá thừa nên tôi đi bán luôn. Anh em nhìn đẹp không? Còn điện, còn điện. Tôi giờ cũng dây điện qua đây cho nó nhìn. Đó. Nhìn thứ này nó bơ phẹt hơn hoàn toàn, đó, cân bằng hoàn hảo luôn. Thực ra thì cái mô hình này á, cái bình này nó hơi bị thừa. Cái bình này nó chỉ có tác dụng khi mà anh em có mấy cái máy đào dầu này nhiều quá. Sau này anh em nâng cấp lên á, anh em chưa có tài nguyên hay là đất để xây cái máy điện á, thì nó mới cần cái bình dầu này. Còn bình thường thì anh em cứ đẩy thẳng cái ống này chính đi thẳng thẳng dính giữa, chia hai máy là xong. Không có cần phải làm màu mè cho tôi đâu. Tôi muốn cho nó đẹp nên còn cho nó đi lên trên nóc nè. Đó. Lên trên nóc rồi đục thẳng cái lỗ này rồi mới cho cái ống xuống. Nhìn như này thì nó thoáng đẳng hơn tí thôi. Nó chỉ mang tính là đẹp hơn tí, chứ hiệu năng thì nó vẫn bình thường. Bố máy này nó cung cấp cái dầu nặng đi thẳng vô cái ống này. Cái ống này nó lên bình chứa trên đây, lên bình chứa trên đây. Từ bình chứa trên đây thì nó chia ra cho 8 máy con. Mỗi máy này nó sẽ tiêu tốn là 20 dầu, 20 dầu mỗi phút. Một cái máy bên này nè, cái máy này nè, thì nó cho ra 40 dầu mỗi phút. Thì tức là một cái máy này nó sẽ cho ra được đủ 2 máy con. Bốn máy này thì cho ra 8 máy con, thì hai vàng đi ra được 16 máy. Nên điện bây giờ rất là thừa luôn nha. Vẫn có thể nâng cấp mô hình này lên lần nữa, nhưng mà khi nào chúng ta thiếu điện á thì chúng ta mới lên tiếp cái đó. Bây giờ điện tôi xài chưa được phân nữa nè, mới xài có khoảng 2.000 mấy trên là 6.400 thôi, còn dư tới 4.000 mà. Bây giờ rảnh rảnh qua đây đấm con này chơi, có thể tôi về tôi chế cái súng luôn, sau này đi mấy đấm mấy con này cho đỡ nhàn. Nhỉnh gì chưa, chỉ cho nó phun chúng mình nè. Châu hả mày? Than cũng không cần. Cái mà lithium coke này cũng không cần luôn. Ê ê, nó cũng khí độc. Cái đó chưa lấy được, chưa có đụng tới được. Cái cầu này nè, tôi dự định sẽ dời đi để mở rộng cái khu này ra tí nữa. Sau này mình còn xây ở đây rất nhiều lắm, nên chắc tôi để cái cầu này đi luôn. Chiếc xe tải thì ủa, xe tải mình đấu đi vậy. Thôi chiếc xe tải thì tạm thời bỏ đi. Rồi tôi thanh lý cây cầu này. Không, cột điện thì chưa thanh lý được đâu. Cái chỗ này mình mở rộng qua bển nữa nè. Và chiều ngang này chắc phải đi thêm là ít nhất cũng là 5-10 ôm đó đi. Ít nhất là 10 ôm đó. Tôi cũng dự định cho cái xe tải nó chở đồ vậy đó, nhưng mà CD nghĩ lại á thì bây giờ mình chưa có cái bộ chia, cái bộ chia thông minh, nên có cho xe tải đi về thì nó cũng vô một cái kho mà khó quản lý lắm, nên cũng chưa cần thiết. Nào cần thì mình bắt đầu xây sau. Cái mạch này hình như là cái mạch nước, cái mạch nước. Ghi sơ rồi. Không biết mạnh đó mạnh gì, hồi đó tôi chơi chưa tới đây, nhưng mà cứ để đây đi. Còn có thì mình xài. Rồi từ đây đi qua tí nữa đi, tôi dựng cái cầu lên. Từ chỗ này lên chắc là vừa, đi chiếm hết cái dòng sông rồi. Bây giờ sương mù màu xanh nó ám xanh không khí đây, nó ô nhiễm rồi nè. Có cái gì đó nữa kìa. Nốt. Ừ?
Không cho xây là sao đó? Cần phải đặt lên trên tường hoặc là cái gì đó tương tự. Rồi bắt đầu từ đây tôi xây cầu hoàn chỉnh luôn. Đây, hướng cái cầu này lên. Thay thế cái cầu cũ thôi. Đúng hai đường rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nghe tiếng con gì nữa rồi. Nó đâu đây? Trâu phết đó nha. Rồi tới rồi, tới rồi. Dây điện đây luôn. Thôi dây điện bậc 1 thôi được rồi. Không cần dây điện bậc 2 đâu. Đó tôi đi cái cầu thang này á là tôi dự định mà xây nguyên ở trên là cái khu chính luôn, nhưng mà quên cái mỏ dầu này. Cái mỏ dầu này là nó phải xây ở mà gần mặt nước, sau này mình sử dụng tài nguyên nước trong các thứ nữa. Từ 7 cái mình lấy cái nó ra 20. Rồi bây giờ lên trên thanh lý cái dạng trên được rồi. Bên đây có cái mỏ than nè, bên đây có cái mỏ sắt nè. Nhưng mà chưa biết nên làm gì với nó. Tại vì mình chưa thiếu cái tài nguyên nào nhiều cả. Mỏ đồng thì không biết gần đây có không? Có luôn, ngay có mỏ đồng phía bắc nhưng mà mỏ đồng nghèo thôi. À đây một cái nữa. Rồi đầy đủ luôn. Mỏ đồng kế mỏ sắt luôn á ta. Có ốc nó nằm giữa đường luôn kìa. Ốc vàng nữa nè. Như dưới của anh kia rồi phải không? Dưới của anh kia rồi. Ôi ơi, chọn cho đã rồi quên bấm nút. Xóa bớt cộng dây điện này trước. Cộng dây điện này bây giờ thừa. Rồi ok, sạch sẽ. Còn cái gì đây không? Mới có tầng trên thôi.
xây đã khổ rồi, bây giờ đi xóa nó còn khổ hơn nữa. Trời, nhảy trên dốc xuống mất máu. Ok, chúng ta có con đường mới nằm ở dưới, con đường cũ vẫn nằm ở trên. Ơi hướng này à, nó nằm ngay đây nào, phải không? Sẵn tiện thì mình qua đây hốt cái bộ này luôn. Ây da, dạ. Ây, bê bê bê. Tụi nó đến đâu quá. Mấy con ông bồ vẻ này. Con đuổi nó hả? Sứ gì mà nó nguy hiểm. Vọt 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 ngay. Chơi cái bàn gấp bên bên đó đây để mình làm mấy cái đồ lặt vặt. Chế cục pin nè, chế cầu tiên đó nè, hết chỗ trong ba lô luôn rồi. Quăng bớt cái gì ra đây à? Rồi, à quên nữa, bây giờ mình đi cái mô hình làm cái này, làm cái can nước. Bây giờ coi cái đầu ra nó ra như thế nào đó. Cái canh nước thì nó đi từ cái máy mà con chút này nè. Cái canh thôi, nó không phải là canh nước, nó là dạng là cái canh rỗng 30 nhựa. 30 nhựa nó sẽ ra 4 cái canh nước mà tôi không có dùng hết đâu, không có dùng hết nhựa đâu. Tôi sẽ dùng khoảng phần nữa. Cái này nó ra là 1, 2, 3 máy là 60 nhựa. Vậy là xài phần nữa để lại phần nữa. Xài phần nữa để lại phần nữa. Lý ra thì nó ra đủ hai máy luôn đó, nhưng mà tôi nghĩ chưa có xài nhiều đâu, với lại 60 là đủ nhiều rồi. Dây điện đâu bạn ơi? Dây điện nó đi từ chỗ này vậy? Đi từ cái vạch giữa bên trái này. Đây đây đây, con cái này.
Rồi để đi tiếp qua cái hệ thống mà kho X5 của mình thôi. Cách ra một ô đi. Để sau này mình còn lên cái hệ thống này nhiều nữa. Trời ơi, đâu ra con này nó đứng ngay đây nó nhìn điểu mình vậy. Kẹt hả bạn? Kẹt cúp lắc hả? Giỏi không? Ôi, chết không có gì gái trên vậy. Đây 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 đây. Một đống nấm bẩn luôn kìa. Hết rồi. Còn bẩn à. Bên đấy, bên đấy. Mày xong rồi. Bay tới vậy? Cái gì? Rồi, ăn cái này hồi có nửa máu à. Con này nó phun kinh phết luôn á. Ok hết chưa? Hả? The energy only sings when you compose. I was not built to use organic components for communication. I am adjusting. Tới nữa rồi. Nó phun rồi kìa. I am not sure what you mean. I do run on a current. I am a digital construct. Chắc lên ô đi. Cái bãi đó nằm ngay đó. Rồi, vẫn đủ trên. Ok. Này cái gì ta? Chưa cần đọc, chưa cần nghiên cứu cái đó đâu. Trên đó như có cái làng tích gì rồi phải không? Hình như nó đó. Đúng rồi, đúng rồi. 1, 2, 3 con nhỏ. 3 con nhỏ mình chơi được. Một cứ ba. Không, 6 con hơn. Ôi ơi, nó hút không thấy lối về luôn rồi, chuyển sinh luôn. Con này nguy hiểm quá, không được rồi. Thôi về nhà. Về nhà mình đem đống đồ qua. Kiếp, nó hút như máy điện vậy. Để coi ơi, mình cần cái gì mình đem qua nè. À đúng rồi, đem cái quặng ô kia qua. Và bánh xây một cái kho. Chết rồi, ít quá gì ta. À nhiều 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 nhiều. Ủa không phải cái này. Ai cần cái đó? Cần cái này nè. Rồi ghé xuống kia lấy một tí cái đồ sam mày đi qua bản trả thù. Mình phải lên MK4 rồi lên một cái băng chuyền nữa. Cái đàn này hơi bị cao rồi. Tôi đi lấy Gotha tôi xong cái kia luôn đi. Mình lên mà xong cái nâng cấp này luôn. Cái nâng cấp cái này nè.
rồi sau đó phải lên cái bộ lọc filter cái nữa, rồi lên cái đường dây xe lửa cái nữa, coi như cái mà công trình đóng kén nước của mình. Để từ từ, cái nước thì phải cần có cái này đây nè, cái máy đóng hộp nè, cái này qua anh kia là có à, nên cũng chưa cần vội, tài nguyên có bản hết. Trời, nó đầy tới kho trên này luôn rồi. Hai ba bốn năm sáu bảy tám, không biết lấy nhiêu là vừa nữa. Rồi nhiêu đây đi, lấy nhiều quá cũng không có chỗ chứa. Chế dâu ăn hồi máu nhiều hơn chế dừa nữa. Mà dâu thì nó không mọc ở mấy vùng cằn cỗi như bên sa mạc bên đó, nó mọc ở bên mấy cái chỗ mà nơi đồng xanh có ánh cỏ vàng nè, đồng xanh nơi hương lúa. Ủa, à bên kia nhầm, công trình router của bên kia chứ không phải bên đây. Càng gì thấy mấy cái này nó cùi cùi nè, bên này mới đúng nè. Đó, công trình là ba bốn cái lugin của tôi học ra đó. Bây giờ mình có MK4 rồi, mình lắp được cục pin vô mấy cái chỗ này nữa rồi. Cầu thang ngay đây, quá là mượt mà luôn, quá nhiều luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mà mình xài mới có 4 thôi, còn lại 300 mình đem qua bên kia rồi đem thêm ba cái nữa đi, để nhiều lắm. Rồi tiếp theo là cái cầu thang, cái dạng như cái khung dầm vậy nè, đem cái này về luôn, nó còn thiếu 500 nữa, 501 chứ, 1999. Cái bên đó thì tôi cho nó chạy lại rồi. Hai máy này thì chưa cho nó hoạt động. Tại vì cũng chưa cần tới. Mỏ than của mình bây giờ cho lên MK4 được thì nó tăng thêm khoảng là 60% công suất nữa. 240 lên được có là 360 à, lên có 60 than nữa. Tức là lên có 20% công suất thôi, nên cũng chưa cần cho máy. Cuộn đồng với cuộn điện vẫn còn, xi măng thì sắp vui rồi, đơ rồi nè. Máy này thì chưa chưa cho nó chạy luôn. Năm trăm hả? 500, 100, 200, 300, 400, 500. Rồi còn một lấy làm sao? Chắc là tắt cái máy này đi ha. Không biết nên cho nó chạy nữa không? Cái máy này nó ngốn tới là 30 cái thỏi sắt này đó, pin này đó. Nên tôi cũng chưa muốn cho nó lên nhiều quá nữa. Đấy, shop cái ấy. Rồi được rồi, 501. Tôi mới chỉnh đồ họa, cái đồ họa con game này setting toàn bộ lên mức cao nhất luôn, nên cảm giác nó hơi giật giật tí, nhưng mà bù lại thì nhìn rất là đẹp. Đây chứ, 501 ok luôn nha bạn. Rồi mình thiếu hai tài nguyên kia là mình kết thúc được cái phase 3 này, tuy nhiên chưa nên kết thúc sớm đâu, còn lâu lắm. Bây giờ tôi đã mở được cái nghiên cứu công nghệ mới. Cái máy là gộp 3 đến 4 linh kiện cùng một lúc để nó ra được cái tài nguyên, mấy cái tài nguyên hạng nặng như thế này. Nhưng mà bây giờ chưa cần. The modular engine and adaptive control unit are essential for the development of phase 3 of project assembly.
You are making good progress. The future cái này đem về hết. Rồi, chúng ta chuẩn bị lên cái đường dây xe lửa. Có đường dây xe lửa hay là cái bộ lọc chia ta? Cái bộ lọc thì nó nằm ở đâu? Cái tay 5 là coi như xong hết rồi đó. Bây giờ tay 6. Ủa, quên, cái bộ lọc nó nằm trong bên này. Nó nằm ở đâu bên này nè. Quặng xanh là cái gì? Polymer Gisin rồi. Tí nữa bên kia lấy 100 cái quặng xanh nó nghiên cứu nốt cái này luôn. Đây nè. AI. Cần cái AI. Gogam Philips là sao ta? Cái này á là nó chỉ lọc được một thôi nha, tức là đầu vào đi vào á là nó chỉ có thể lọc được một món thôi. Ví dụ anh em để là ba món này vô cùng lúc đi thì anh em chỉ lọc được một trong ba món này ra được cái băng còn lại. Còn cái bộ lọc này á thì nó lọc được toàn bộ luôn. Mỗi cái là anh em muốn cái nào nó ra cái đó thì cái bộ lọc này nó ngon hơn rất là nhiều. Nên bây giờ mình cho cái xe chở về mà 3 đến 4 loại tài nguyên á thì phải đi qua 2 3 cái bộ lọc như thế này rất là cực. Nhưng mà trước mắt thì bộ này đi, AI limit rồi. AI limit không? Rồi qua kia mình lấy lại đống đồ mình đã. Trời ơi, cái bỏ xác. Deadbook. Con này giống Apex Legend, nó chết để lại cái deadbook. Hai cái món mà trên cùng thấy hai cái món này nè, tôi chưa biết cái công thức nó ra sao nữa, cũng chưa có tìm hiểu. Tại vì cái giai đoạn phase 3 này mình chơi rất là lâu nên bây giờ tìm hiểu thì cũng chưa làm được gì đâu. Chỗ này đất phẳng đẹp quá ha, nha. Thì ra bộ này chắc tôi nâng thẳng luôn á. Đất chỗ này nhìn quá là phẳng luôn. Ở đây có cái đường đi nữa nè. Chỗ này là cái chỗ cao nhất. Đỉnh của chớp. Thậm chí chỗ này nó cao còn không bằng á. Tôi nhớ trong con game này có cái bộ mà máy bắn á, dạng như cái đồ rau câu á mà tôi không biết nó nằm đâu nữa. Cứ đi vô đó là nó phun mình cái phèo cái rồi đi luôn à. Hấp tím rồi. Ốc xanh đó nè. Nó thiết kế cái cây cỏ rất là đẹp nha, nhưng mà vẫn rất là nổi bật. Ở đây có cái gì nữa không? Hình như không. Cái cây này nó quỷ thiệt á. Ở đây có mỏ gì nè. Hình như mỏ sam. Đúng rồi, mỏ sam. Mỏ sam sam nghèo rồi. Là mình đem đống sam ở nhà quá. Bên này còn mỏ nữa nè. Sam nghèo luôn. Sam là cái tôi đang cầm qua nè. Công nghệ ngoài hành tinh á. Cái này sam nhà. Trời, bên đó vẫn còn con đó.
Chỗ này không khí nó âm u sao á. Đi lượm đồ, khoan, trước khi lượm đồ thì đi cất đồ cái đó. Năm cục pin quá thơm. Mà pin bây giờ thì hơi thừa, tại vì mấy cái công trình của mình vui luôn hả? Nãy chết ở đâu ta? À, trên này, trên này. Hồi nãy là tôi tha tụi nó thôi. Ôi, kẹt cái chứ gì, kẹt cái chứ gì. Rồi ơi, tội nghiệp không. Ê, ê. Ôi, cái deadbook của mình nó nằm đâu? Hướng này á? Sao lại hướng này được? À, đây đây, đây. Nó không có gớt xuống đất nè, nó khùng quá đó. Trời, vui ba đô. Chưa lấy được nó. Rồi giọt. Bỏ đi chứ không phải là vọt. Nói vọt thì hơi kỳ. Mình bỏ đi, mình tha tụi nó đi. Nhìn gì? Ý ý. Cái lượng dầu chỗ này nè. Cái lượng dầu chỗ này mà mình xử lý được á, có thể đưa qua đây nè. Thì bơm thẳng lên trên, làm nguyên một vàng đó. Nguyên một vàng xử lý dầu đó. Cái chỗ này là đầu ra bao nhiêu để tôi coi lại cái. À 40 thì căng lắm là hai máy, à căng lắm là hai máy này thôi nè, hai máy này. Mình còn thiếu là cái ống. Cái lỗ nó ra ngay đây. Ôi, đất rộng thì quan tâm làm méo gì. Cái khu này tôi muốn để cho nó rộng rãi, thôi xây đây đi. Rồi, ok.
Chị điện đó anh ta. Đây 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 đây. Rồi đất rộng nên cứ xây thoải mái đi. Sáu chín số đẹp luôn. Rồi ngon. Bây giờ thì cái này đi ra làm cái gì nữa ta? Bây giờ coi thử cái máy mới của mình nào. Hả? Bui cái bộ 4 đầu tiên thì nó ra được cái hình tụ luôn. Mình đang cần là cái AI limit, nhưng mà AI limit thì nó chưa có trong này. Cái này thép với đồng, cái này đồng được, ok. Tuy nhiên làm nhiều quá thì tôi cũng chưa biết cái này để có tác dụng không nên chưa cần. Cái này Caterium thì bên này khó nhập, bên này chưa có cái này đó. Cái bo này cũng chưa có nữa nè. Bo này làm từ máy nào ta? Cái món này hơi bị kinh là cái món này á thì mô hình này xây mệt lắm. Anh em nhìn cái mô hình rotor của tôi ở đây, nhìn cái mô hình rotor của tôi ở đây là tôi thấy nản rồi đó. Nó vừa phải có đồng, vừa phải có sắt, này đủ thứ hết trơn. Thôi bây giờ trước mắt thì dẹp đi, dẹp đi. Ai không có đây thì nó nằm mấy đôi này. Đây nè, bộ AI với bộ này, miếng đồng với polymer. Rồi nói chung là bây giờ chúng ta cần miếng đồng số lượng lớn luôn. Cái tay ghiêu mày không có đâu. Rồi gần đây méo có mỏ nào luôn, ăn cám luôn. Có mỏ là thường ở trên này thôi. Nó vào bên này mà nó bên kia bờ sông luôn rồi. Rồi làm mở đồng trước từng món một. Đây 300 m đằng phía trước. Chắc phải về chế cây súng quá. Đâu ai đâu hết rồi. Thôi chết đó. Chết bạn ơi, chết ngươi. Rồi chết thiệt luôn. Về tôi làm cây súng luôn, cây nó rồi. Bình thường mình sống hiền hòa đó. Bây giờ con quái nó bự quá. Ủa? À nó ghê à. Cái súng nè. Sắt gia cố. Ốc vít. Rồi, sắt gia cố. Ống, ốc vít. 6-16%. Còn nữa. Ốc vít dưới này. Nhiều vé hả? Mới có 5 vé à. Trời ơi, bán biết bao nhiêu tài nguyên của mình, khoáng sản của mình, cạn kiệt luôn á. Cất 5 vé vô. Đầu game tới giờ mình hiền quá. Hình như có nâng cấp băng đạn bên này. Mười cái băng đạn mới được.
cục điện 3 hả? Công tắc 3. Stun rebar ammo unlocked. This applies a moderate electric cài charge nha. To the target, capable tôi cầm of stunning súng và tôi vành tụi nó luôn. Không có nói nhiều nữa. This is quite atomically exciting. That was a physics joke. Đam nó hay vạch. Sau này anh em có thể chế cả AK đi càng quét đội hình. Game này mà nó thiết kế thêm kiểu boss nữa thì đúng ngon luôn á. Cái này là Saturn đó thôi. Nên chế vừa đủ rồi được rồi. 30 đi ha. Cái kia cho lên 100. Chứ mấy con nó hút như điên chứ mình nhịn nó không có được đâu. Ủa nó đang xài đạn gì vậy? Hơi chậm nha. Nhưng mà giữ khoảng cách được thì không lo. Mình tập trung mình né thôi. Chết hai mạng, quay ngủ. Gần tiếng đồng hồ, phí công. Còn cái đệm bạc ít. Còn cái đệm bạc nhảy đó, là nằm ở đâu ta? Nó nằm ở chung với cái vàng này nè. Gieo ly phải không? Nó chỉ có cái này thôi. Zoom. Chưa có thì chắc nó không hiện đâu. Nó sao nó bay chậm dữ vậy ta? Đây có nước không ta? Không, nguyên cái thác chịu mà không có nước. Ngay dưới chân mình thì lại có một cái vùng nước rất là nhỏ nè. Nước là nước cạn thôi. Đây nè, nước cạn thì có bơm lên cũng không làm được gì. Bơm lên là phải dùng cái máy áp suất nữa. Nên mệt thêm chứ không có tác dụng gì cả. Chỗ này tôi lấy rồi, chỗ này cũng lấy rồi đúng rồi. Khu trên này cũng khá là đẹp á. Nhìn nó rất là bằng phẳng luôn, chống chảy luôn. Sáng sủa nó không có bị mà u ám như cái chỗ như này. Quét lại cái bãi Cateum. Ốc nè. Ngay phía trước khoảng 600m. Trời chết, tầm đâu đó trên đây quá. Trời, nó giấu con ốc kìa. Thôi qua khai thác bãi đồng bên đây trước cái đi. Rồi tính gì tính. Bây giờ ba lô của mình nó lên thêm 2 lót nữa này nè. Để thừa cái cây đao ngoài ra đó. Đây 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 đây. Thôi rồi múc ở trên đó lận. Nằm trên đỉnh thế giới luôn. Ngay đây nè. Từ cái chỗ này mình xây qua thẳng qua bển. Ít nhất là từ ô này cũng được. Chỗ này mình bắt đầu nó chật chội rồi. Anh mày có súng rồi nè, ra đây. Dân chủ đến đây. Làm sao đổi đạn đó. Nhấn nút G á. F á. Không. E hả. Làm sao đổi đạn được. Ủa?
Cái châu gì vậy? Rồi. Nằm đúng dưới đáy xã hội luôn á, anh em thấy khổ chưa? Cái này không bỏ được đâu bạn ơi. Bỏ bây giờ hy sinh cái nào bây giờ? Miếng sắt như cái này. Ôi chết rồi, cái cây này không có đánh mấy con ong nó được. Cái này súng bắn đinh à, phải cầm cái cận chiến theo này. Cái mã tấu của mình, mã tấu của mình đây. Bây giờ lên kia xây thì chắc thiếu miếng sắt rồi. Rồi đi, xi măng đó, xi măng ít quá. Còn gì nữa không? Kiểm kê tài nguyên đây nào. Quên nó đi đường đây đi. Vướng vướng cái cục này không được. Một là mình qua đầu nó luôn. Qua đầu nó thì tôi nghĩ nó hơi cao. Cái gì bằng vàng trên trời phải không? Hả? À, hơn hơn hơn. Hai bao nữa. À, có khả năng con ốc nó nằm trên này. Hồi nãy cái cây này nó chưa có lót, nhưng mà con ốc thì nó lót rồi. Nó ốc tím nữa kìa. Chúng ông không biết nữa. Ý, chỗ này nhiều đồ lắm nha. Hay hết chết con luôn. Bạn nhìn điểu ai vậy?
Ôi, đứng giữa không trung rồi. Xuyên vua không cần. Mỏ này 120, lắp cục pin vô thì lên được 180. 180 thì cái lò này. Có không đồng nhất. Lò này cái 30 với là 6 cái lò nó sẽ ra 180 cái cục quặng đồng luôn. 180 cái đó thì nó phải ra cái miếng đồng như thế này. 180 chia 2 90. Đây 90 cái miếng đồng. Cái máy này nó cần bao nhiêu? 90 miếng đồng nó sẽ là 180 cái polymer. Polymer của mình sản xuất ra là 4 máy à. Polymer của mình sản xuất có 4 máy thôi. Polymer mình là 100. Polymer mình là 100, mình xài cái kia một mớ rồi, chết rồi. Không được, không được. Tính kỹ rồi đó. Tài khoản không có lớp polymer luôn á. Không không không, có thể làm một cái line polymer riêng nữa, chỉ cần bơm nước thôi. Cái này đang bán rất là nhiều nè. Nên bây giờ mình chỉ cần bơm nước lên là mình có polymer tiếp, nên không cần sợ thiếu đâu. Lúc này tôi đang chế cái này 4 máy là nó 80. 80 mà chế ở bên đây thì hết 60 rồi. Chế cái thằng này hết 60 nè. Chế này hết 30 còn lại 50. Còn lại 50 mà cái này tới 90 rồi. Rồi. Tôi sẽ chuyển cái biến động ở về dưới này. Đi đường gây cũng hơi bị xa đó nha. Có khi làm ngay đây luôn á, làm cái bãi ngay đây luôn nè. Cái đống này có khi cho nó chở polymer từ dưới này lên thì nó ngon hơn là chở từ trên xuống. Rồi.
Bây giờ lên làm một cái dàn sản xuất đồng rồi kéo nó xuống thôi. Coi đủ tài nguyên không? 20 vào 9 máy. Ok, đủ. Chia hai lần là xong. Hai ba bốn năm ngay cái ô này thì nó hợp lý hơn. Ngay ô này thì mình ấy ấy rồi, cái ô này thì mình mở ra ô đó đi. Ủa đúng luôn hả?
nghe chưa? Rồi, khá là nghe. Rồi, tất cả đều ra miếng đồng. Bây giờ thì đi qua. Ba mươi thì hai máy này ra bốn máy này. Cứ hai máy ra bốn máy là xong. Hai máy rồi bốn máy là xong. Rồi. Đặt bộ ngọc. Nghe đến giữa chưa? Không, chia như thế này phải gộp vô rồi chia ra hai lần nữa là nó tốn tới ba máy lận. Mình có thể chia ngay tại đây luôn. Đây tôi thử thiết kế bộ chia nha, để suy nghĩ kỹ nữa. Chia lần đầu nè. Chia tiếp lần hai nè. Nếu như chia ba ra thì mỗi đường nó ra là 20. Mỗi đường nó ra 10. Gộp hai đường lại là xong, hai đường nó ra một máy. Hai đường này nó lại ra một máy. Hai đường này nó lại ra một máy nữa. Vì vẫn phải là ba bộ gộp nữa ta. Không, cứ chạy theo thứ tự lần lượt đi, không cần phải phiền phức đi đâu. Không cần phải gộp vô chia để tối ưu đâu. Cái này nó quá nhiều rồi. Nhiều lắm, sản xuất như thế này nhiều lắm. 120 được rồi. Bỏ luôn cái tầng trên đi. 120 cho 4 máy này được rồi. Làm nhiều nó tốn điện thêm chứ không thấy tác dụng gì đâu. Rồi bây giờ chia 4 thành công hơi xấu một tí, nhưng mà do nó thẳng cái này thì đành chịu thôi. Hai ba bốn năm bảy thứ sáu. Thứ hai là ra ba,
2 ra 3. Một cái bộ gộp, một cái bộ chia là cái hình thức đơn giản nhất. Này nó méo mó dữ thiệt. Trời ơi cái máy này nó còn quay ngang nữa. Ôi, ok, còn bộ cái cuộn dây đồng. Mười vừa đủ. Rồi ok. Bây giờ chắc cho vô cái kho.
Rồi bây giờ kéo dây điện lên. Kéo bên nào bây giờ ta? Rồi ok, coi nó chạy được hay chưa. Rồi mình nên kéo xuống bao nhiêu nè. Chỗ này nó chưa lót cái cây nè. Đó, đi đợi nó mới lót cái cây. Nó mới hiện ra con ốc màu vàng đó chứ. Ủa? Từ từ đã, cho lên ô đi, cho lên ô, sau này mình đi thêm một đường nữa nó dễ hơn. Dựng cái hành này lên. Cũng chưa lên nữa. Mười lăm miếng đồng mình sản xuất ra là nhiều quánh tiêu rồi, 30 x 6
30 phải không? 30 x 6 108 chia 2 90. 90 15 cái này thì đi được cái 6. Không 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 nổi đâu. Lòi mắt luôn á. Phí dữ lắm. Nhựa mình chưa có lên hết công sức được nên không thể làm bậy được. Nhựa ở đây mình còn ra một vàng đó nè. Nên phải tìm cách chuyển cái nhựa từ trên đó xuống. Chuyển cái quặng trên đó xuống thì sản xuất nhựa. Tìm cách đồng bộ với cái nhựa dưới này luôn. Thì mình mới có thể là đủ xài. Bây giờ cái máy này yêu cầu 30 nhựa là rất là cao đó. Đi xuống đáy xã hội vòng vào thôi. Chỗ đây là chỗ quái nào vậy trời? Kìa 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 kìa. Nghe cái nấm luôn thiệt tình. Tôi tính cho nó đi trên trần nhà á, nhưng mà chúng ta cần phải làm cái bộ chia nữa, nên cứ đi dưới này đi, rồi chúng ta làm cái bộ chia dưới này sau. Tạm thời một máy đi, khi nào nhựa mình lên nữa thì mình sẽ chia ra cái hệ thống như này, mình triển khai mở rộng, mình chia ra đẩy lên là xong. Hiện tại bây giờ thì có mỗi một máy thôi. Bỏ cái này thì cũng không được.
Rồi cái phần nhựa, cái phần này nè, nó đi ra làm từ mấy cái quặng á, thì tôi sẽ lấy ở trên đó, tìm cách chuyển nó xuống như này luôn, tìm cách chuyển cái đống ở trên đó xuống như này. Chuyển nó xuống dưới này rồi làm gì nữa ta? Thôi mình cứ đi chậm từ từ đi, chưa cần vội. Ba mươi với 60 là hết nhựa luôn rồi đó. 30, 60. Cái này 80. Ủa không, cái này cũng 60 rồi. Vậy là mình sử dụng vừa đủ cái đầu ra rồi. Những cái gì còn trong đây là cái kho dự trữ của mình hết. Bây giờ làm ra nhiêu xài hết nhiêu đó, không tiết kiệm được. Muốn mà tiết kiệm ba cái nhựa này thì phải nâng thêm một cái hệ thống công trình nữa. Thì hiện tại tôi còn dư nguyên cái con máy nè, dư nguyên con máy nè, nên chưa biết là nâng một cái hệ thống như thế này, nâng cái hệ thống như thế này á thì nó lại thừa than nha. Và cái dầu nặng vô, hiện tại tôi đang vô cái dầu nặng nó thành than á, còn bên này cái dầu nặng tôi cho nó thành nguyên liệu nè, có khi không cho thành than nó cho thành nguyên liệu luôn rồi ghép vô cái này luôn, tức là làm hai nhà này giống hệt nhau nè, không có thành ba cái thang coke gì nữa, làm hai đó chúng hệt nhau thì ghép nó vào cái hệ thống này, xây thêm hai máy này nữa. Xây thêm hai máy này nữa thì nó rất là tốn diện tích nên tôi cũng không muốn xây cho máy. Rồi tạm ổn cái mô hình AI. Tiếp theo là chúng ta lo cái mô hình đó là, ủa cái đó là tụ thôi, bây giờ mới lo mô hình AI nè. Vậy đến Catechium, trời ơi nó xa, nhưng mà nó cần tới 100 cuộn dây nữa nha. Catechium mà ra cuộn dây thì, ủa cái máy này, à quên, nó là máy này. Mười hai ga 60, vậy mình chuyển cái quặng này về thôi, mình không chuyển dây về, mình chuyển cái quặng về rồi chế biến cái quặng thành dây ở dưới này luôn. Một là chở hai miếng đồng, hai là chở cái tay ghi ông đi. Cái tay ghi ông đó là phải chở rồi. Cái này á để ngon nhất á, tôi nghĩ vẫn là để xi măng. Tại sao? Tại anh em xây nhiều, xây rất là nhiều xi măng, nó nạp lên tới ngàn, thì khi anh em xây hết xi măng á, thì từ từ xi măng nó lại vô một lần nữa chứ nó không đi đâu với anh, nên có xây thì xây cái xi măng là ngon nhất. Tôi chọn cái này là sai lầm rồi, nên bây giờ có mở thì mở thêm cái nữa. Tôi tưởng cái này nó sẽ tắt đến 1.000 như trong đó, nhưng mà không, bị nó lừa, game nó lừa tôi. Làm 10 cái này. Ủa xi măng chết rồi, không có đem xi măng theo rồi.
Rồi được. Mình chỉ cần có cái hộp đó là được, không cần quan tâm mấy cái khác. Chắc tôi phải về lấy thêm xi măng á. Bỏ cái này lại nè. Bỏ bỏ bỏ. Một là làm cái hệ thống xi măng hai cục luôn. Hai cục thì mình xi măng với mà cái miếng này. Xi măng với cái miếng này. Đây có mỏ than không? Ba mỏ. Bốn mỏ. Normal. Normal. Normal luôn, bốn mỏ normal ở đây. Rồi mỏ sắt thì sao? Sắt kế bên. Phua, rồi. Chốt luôn. Làm cái mà mấy cái thanh đó ở đây luôn, không cần quay về nữa. Nữa hả? Đấy. Ngay trên đó. Ở đây làm hai loại không? Hay là một loại thôi? Hai loại đi, làm hai loại đi. Có gì cần thì mình lấy ra làm luôn. Thiếu miếng sắt gia cố, thiếu ba miếng là không sao. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mở thang ngay đây. Cái này hơi thấp. Bắt xi măng, về lấy xi măng thôi.
vì lấy xi măng với miếng sắt gia cố. Miếng sắt gia cố thì tôi nghĩ chắc ở đây nó cũng còn đó, chứ không hết đâu. Chắc cho gỗ đây còn nè, nên không cần lấy, chỉ cần lấy xi măng thôi. Lấy thêm một số cái motor nữa. Motor bên đây còn có 25 mà. Rồi lấy đống motor nữa. Rồi tự sát thôi, tự sát về cho nó nhanh. Thịt em đi anh ơi, thịt em đi. Gớt gì ra nào. Yếu cái gì? Phải ống đâu. Router. Đầu tiên là lấy router nè, phòng mình bây giờ có đẹp quá hả? Xem tiện mình nâng cái này luôn á. Rồi, xem tiện mình nâng cái này lên luôn đi. Tôi nghĩ chắc là đủ tài nguyên thôi. Router ở nhà có sẵn rồi, có đi lấy. 250 chắc đủ rồi. Này lấy mớ đi cho nó thả đi luôn, còn lại mấy cái ống. Coi tiếp cái sau là cái gì để nâng luôn anh, đỡ công đi vòng vòng. Không có cái sau chưa nào làm được cả, vì thôi chưa gấp. Một 1.400 cái ống nha. Trời ơi, về xây cái hệ thống xi măng mà quên. Bây giờ hệ thống xi măng để nó chạy vô cái bình đó mà tôi quên. Rồi ok, đủ tài nguyên. Bây giờ chế học được cái đường gây xe lửa luôn. Nâng cái này xong thì cái kế tiếp của chúng ta là cái này là đường gây xe lửa. Cái kế tiếp là chắc nâng cái ống lên đi. Nâng cái ống lên thì cải thiện được cái năng sức
nguyên cái dàn mô hình bên bản mình đó. Rồi, lên được cái hệ thống xe lửa. Milestone reached. Trains are excellent for efficiently moving vast quantities of parts. Train logistics can be made more precise and complex with tools found in the railway signaling milestone. I listen to all my pioneers, often when they're not even aware of it. So due to popular demand, I have added a motivational message. Choo choo mother. Choo choo mother. Thầy ba nói sao? AI bây giờ nó cũng nói bậy nữa hả? Lấy hết xi măng luôn. Có nhiều quá rồi. Mà cái này chỉ thừa chứ có bao giờ là thiếu nữa đâu. Tiện tiện thì ngó qua cái bãi Cartagium ở trên đó luôn. Có gì mình mở đường xuống coi nó chính xác cái vị trí nó nằm đâu mình xây đường đó. Đó ở đây thấy công trình bên này rồi thấy chưa. Cartagium đó thì nó nằm đâu bên đây nè. Sao hết luôn á. Trên đó thì chắc không có mỏ dầu nữa đâu ha. Anh mỏ dầu lại lần nữa. Ngoài trừ đóng ở đây còn đâu đâu. Nếu trên này có thì ngon, không có thì đành chịu. Rồi hiện rồi, hiện rồi. Không có, chỉ có mỏ dầu ở đây thôi. Không có lựa chọn nào khác. Ở đây còn hai cái mỏ dầu nhỏ nữa nè. Sunfu ở đây khá là nhiều luôn. Đây còn hai cái mỏ dầu nhỏ nè, cũng được. Vậy dùng hai cái mỏ dầu nhỏ ở đây là làm nhựa, đập nhựa xong mình dẫn ống đồng Cartagium mới bảnh qua. Đây ngay chỗ này. Normal. Đây phải không? Làm đường đôi luôn. Chết rồi, không có đạn. Mấy con này cũng nhỏ à.
mình cho xử lý KT cái ông dưới này thôi. Hay là làm chậm cho anh ta, để suy nghĩ kỹ kỹ cái. Thôi làm dưới này đi. Phải nói đó không? À không, nghĩa là con ốc thôi. Ốc thì thôi bỏ đi. Cái thấy cái ông thì nó đi với nhiều á, đi tới nhiều á, còn biến động nữa là cả ba thầy nguyên cùng một lúc thì nên tập trung ở đây hay là dưới này. Cái xe lửa này tôi cũng chưa biết xe làm sao nữa nè. Tí nữa thì chúng ta nghiên cứu xong rồi nghỉ ha. Đến 110 MW để di chuyển. Còn cái này là cái đo xe kéo 1600 m3, 32 lót chỗ trống. Nếu đẩy cái tay ghi ông xuống thì tôi sẽ làm một bãi đây. Nên không ta? Nên đi cái đường nào để đẩy cái quặng mà cái tay dung này xuống nè. Còn hơi làm bãi đây cũng được. Bãi đây thì phải kéo cái đống mà dầu ở bên này qua. Dầu cho nó làm nhựa qua bên đây. Thì cũng mệt đó. Đau đầu quá, chơi game để thư giãn mà. Vẫn còn dướng cái khối độc này, vướng cái khối độc này nhắn đi thêm chục lốc nữa đi. Cái nấm này ngứa mắt nha. Không không, cho nó đồng bộ lên đây đi. Ý, xét mép.
cái đường trên này là nó không có phí đâu nha, sau này có thể tận dụng cái đường đó nên cứ để ra đi. Rồi, tầm này đồ vừa đẹp. Chết rồi, quên. Nó ngang là khoảng 1, 2, 3, 4, 5 ô. Dài là 2 ô, 5, 2. Router chết rồi, quên lấy router qua rồi. Vẫn còn tấm sắt. Chắc là cố làm nốt cái mô hình trên kia rồi chúng ta nghỉ cái vụ mà xe lửa đó từ từ tôi tính sau. Hôm nay thì chúng ta đã làm được cái két nè, nguyên cái bộ thủy điện, nói chung là hôm nay nguyên cái khu này luôn á, như vậy là quá thành công rồi. Mấy cái tụng này cũng nhiều rồi nè, 200 mấy rồi. Làm mấy cái ống nữa, mấy cái ống đó để sau này xây đường dây, xây cái này nè, đó nó cần cả cái miếng đó với cái ống đó luôn. Ủa? À đây đây đây. Normal thì đủ rồi. À quên, cái mỏ sắt ở dưới, nhớ rồi, nhớ rồi.
1/4. Trời ơi là trời. Hơi siêu một tí nhưng mà không sao. Muốn bớt siêu hơn thì dời qua đây thôi. Rồi, ẩn nó vô là xong. Ủa, nó rồi hả? Nó gọi than đâu? À sắt đây. Hình như xây ngược rồi nghe. Ngược rồi chứ gì nữa. Bên này mới đúng nè. Này vậy thôi. Nó bự quá, không rất là khó nhìn. Rồi ok. Thay đầu input than, thay đầu input sắt là xong.
Ủa à, sắt đang vô, đang vô rồi. Ok, chạy ngon nghẻ luôn. Biển Lugin này thì nó cần là 108 sắt, 108 than. Sắt vừa đủ, than thì thừa. Ủa, sắt thì thừa, than thì vừa đủ. 108, sắt thì thừa nhiều lắm. Nói chung là bây giờ chúng ta có bê tông là cốt thép rồi đó. Đây đầu ra hai cái đây. Coi đứng tí coi nó ra hình phẩm không là biết chứ gì. Tất cả đều đèn xanh. Tất cả đều đèn xanh luôn. Rồi ngon. Rồi ok, hoạt động ổn định hết đó. Nè, thành phẩm của mình nó chạy ra nè. Mới có hai miếng à. Đây, hai ống nè. Thì cái này nó sản xuất hơi chậm. Nên cứ thông thả thôi. Ba ống, bốn ống. Rồi, bây giờ cái vấn đề này là coi như xong đó, còn sợ thiếu nữa đâu. Bây giờ quay lại cái Caterium thì chắc để đợt sau đi. Tôi nghiên cứu xây cái chậm xe lửa làm sao cái đó. Hôm nay thì coi như cũng xây nguyên cái khu này là quá nhiều rồi đó. Nguyên cái khu điện trên này nè. Rồi mở rộng thêm khu dưới này, rồi nguyên cái khu trên này, ống đồng, rồi cái bãi than này. Nói chung là hôm nay làm việc nhiều rồi. Game để giải trí mà tôi thấy con game này càng chơi nó càng nhức đầu. Trên này dưới này. Đưa qua đây tôi lấy cái này nhé. Giọt 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 giọt. Cây chạy lên chạy xuống là sao vậy? Nhìn xinh xò hết. Giờ này làm animation cho mấy cổ máy với mà nhân vật này cũng rất mượn nè. Anh em nhìn cái thao tác rút kiếm này nè. Đó. Cái kiếm nó bật ra rồi cái chuông lắc ở dưới này nó cũng theo quán tính trọng lực nè. Thiết kế rất là tốt nha. Đợt tới thì chúng ta lại phải đau đầu hơi bị nhiều đó. Nên máy tính là nó cần rất là nhiều cái này. Trời ơi, nó cần cái quặng quát này nó. Chắc ở đây chỉ có một bãi thôi, trên này khá là nhiều nè. Ngon. Tìm là sao? Tìm B là tôi không biết nó nhiều cái nào luôn á. Nhưng mà tạm thời như thế này đi. Ba cái canh xăng này chưa có xong việc của nó nè. Ba cái bo nè. Giống bò bạch chủ á hả? GTX 4090. Trời ơi, 5090. Con máy tôi thì nó quá yếu rồi nên cũng khó lắm. Rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian tôi sẽ chơi tiếp game này nữa. Bây giờ đau đầu quá rồi.